Mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Huyện Quan Hóa nâng cao giá trị rừng luồng thâm canh. Mục nhà nông cần biết sẽ lưu ý bà con nông dân một số vấn đề trong chăm sóc gà khi thời tiết nắng nóng. Trước hết mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp và nông thôn. Để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp thông qua tích tụ đất đai, tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa. Đến nay, xã Quảng Lưu đã tích tụ tập trung được 30 ha, quy hoạch sản xuất 18 ha vùng rau an toàn theo chuỗi giá trị. Bước đầu, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng gấp 2,5 đến 3 lần so với sản xuất truyền thống trước đây. Hiệu quả này đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về thực hiện quy trình sản xuất an toàn, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng hàng hóa tăng giá trị sản phẩm. Hiện xã Quảng Lưu cũng đã thành lập được hợp tác xã rau an toàn Quảng Lưu và đã được tỉnh chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn Việt Gáp. Báo cáo của Ban chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là Ban chỉ đạo về EU. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 7.286 tàu cá, số tàu cá đã đăng ký chiếm 85,7%. Trong số 107 tàu có chiều dài 24 mét trở lên, đã có 100 tàu lắp hệ thống giám sát bằng công nghệ vệ tinh Movima. Đối với hơn 1.200 tàu cá có chiều dài từ 15 đến dưới 24 mét, hiện đã có 6 doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin quan tâm nghiên cứu và triển khai thử nghiệm lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp của Thanh Hóa vẫn còn nhiều hạn chế như Nhận thức của ngư dân chủ tàu về các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp chưa cao Việc ghi nộp nhật ký khai thác chưa chủ động, hạ tầng môi trường tại các cảng cá còn nhiều bất cập, ngư dân thiếu hợp tác, thậm chí có hiện tượng chống đối, từ chối đăng ký, đăng kiểm phương tiện khai thác, trong đó phường Quảng Tiến, thành phố Dầm Sơn đang nổi lên như một điểm phức tạp. Xu hướng sản xuất nông nghiệp trong nhà màng nhà lưới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đã được nông dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa ứng dụng rộng rãi. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được hơn 7.200 m2 nhà lưới, nhà màng sản xuất rau củ quả an toàn tại các xã Ngọc Phụng, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân. Thực tế cho thấy, cùng một đơn vị diện tích, nếu chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đúng hướng, và ứng dụng công nghệ vào sản xuất thì lợi nhuận tăng lên nhiều lần ở các xã Ngọc Phụng, Xuân Dương và Xuân Cẩm. Với lợi thế và tiềm năng sẵn có, cùng với nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Thường Xuân đã tạo ra chuyển biến lớn trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Hiện địa phương này đang triển khai quy hoạch các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho cây trồng, vật nuôi chủ lực, đồng thời thực hiện tốt việc thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường thông thoáng để khuyến khích kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đã vận động người dân đầu tư nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao. Từ năm 2016, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, công ty cổ phần Xuân Sơn, Sơn đứng chân trên địa bàn huyện Thạch Thành đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình trồng rừng FSC, mô hình quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế cho các nhóm hộ trồng keo tại huyện Thạch Thành với mục tiêu tạo nguồn nguyên liệu bền vững cho chế biến xuất khẩu. Để được cấp chứng chỉ quản lý rừng đạt tiêu chuẩn FSC, người trồng rừng phải tuân thủ các nguyên tắc như sử dụng cây giống có nguồn gốc, chăm sóc rừng gắn với bảo vệ rừng, thu hoạch đúng thời gian quy định. Đây cũng là điều kiện để nâng cao năng suất sản lượng lâm sản. Sản phẩm chế biến từ gỗ có chứng chỉ FSC sẽ đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Các nhóm hộ được công ty hỗ trợ giống thu mua nguyên liệu bằng giá thị trường cộng thêm 10%. Hết năm 2018, công ty cổ phần Xuân Sơn đã phát triển được trên 1.700 hectare rừng FSC. Hiện công ty đã hoàn thiện hồ sơ bổ sung thêm 1.630 ha diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, nâng tổng số diện tích rừng FSC trên địa bàn huyện Thạch Thành đạt trên 3.300 ha với sự tham gia của gần 2.000 hộ dân sản xuất lâm nghiệp tại 13 xã. Với nhiều giải pháp thiết thực, từ năm 2015 đến nay, huyện Quan Hóa đã triển khai phục tráng và trồng thâm canh được hơn 3.000 hecta luồng. Các diện tích trồng luồng thâm canh, bà con nông dân được hỗ trợ phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và trồng bằng giống mới nên có giá trị cao hơn các diện tích trồng bình thường, đạt từ 20 đến 23 triệu đồng một hecta một năm. Xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa có 1.700 hecta rừng luồng đang trong chu kỳ khai thác. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên trước đây Người dân chưa quan tâm đầu tư phân bón cũng như chăm sóc cây luồng. Tình trạng khai thác quá mức, đất trồng không được bón phân dẫn đến cằn cỗi, bạc màu, sâu bệnh hại cây luồng, khiến không ít diện tích rừng luồng bị suy thoái. Trước thực trạng đó, địa phương đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc, thâm canh, phục tráng rừng luồng, góp phần cải thiện chất lượng rừng luồng, đem lại thu nhập cho người dân từ năm 2015 đến nay, được sự hỗ trợ từ các chương trình chính sách phát triển vùng luồng thâm canh của tỉnh, dự án trồng luồng theo chuẩn quốc tế FSC, xã Nam Tiến đã phục tráng được hơn 300 hecta luồng. Sau khi thực hiện phục tráng, mỗi hecta luồng sau từ 4 đến 5 năm bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi hecta thâm canh có năng suất cao hơn trước từ 19 đến 20 tấn một hecta. Từ năm 2015 đến nay, toàn xã đã có 405 hộ tham gia phục tráng rừng luồng cây luồng mang lại giá trị kinh tế cho gia đình cũng khoảng thu nhập khoảng một ha khoảng 15 đến 20 triệu ngày xưa thì nó suy hóa nhiều bây giờ nó phát triển thành nó lên mọc nhiều hơn về phục trắng rừng luồng thì cây luồng nó phát triển rõ ràng hơn là trước đây cái tăng về sinh khối và phát triển nhiều măng thì là mang lại cái giá trị kinh tế cao. Huyện Quan Hóa hiện có 27.000 hecta luồng tập trung ở các xã Nam Tiến, Nam Xuân, Thanh Xuân, Phú Xuân, Phú Sơn và Phú Lệ. Diện tích rừng luồng này đã góp phần tăng nhanh độ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước, tạo cảnh quan môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học nhằm bảo tồn và phát triển rừng luồng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai chương trình cấp giấy chứng nhận FSC, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã xác định số hộ tham gia phục tráng trồng thâm canh rừng luồng, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, không khai thác luồng mùa mang mọc, chuyển giao các tiến bộ khoa học trong trồng và cải tạo rừng luồng nghèo kiệt. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa mở lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh rừng luồng cho cán bộ khuyến nông, khuyến lâm các xã, các chủ rừng tham gia thâm canh rừng luồng trên địa bàn. Trước đây thì cây luồng thì cũng phát triển bình thường nhưng mà khi mà cái mô hình phục tráng rừng luồng vào có cái phân bón vào rừng luồng thì các hộ của gia đình ở đây thì được hỗ trợ đầu tư vào thì phát triển nay thì một bụi luồng thì nó phát triển đến 3 đến 50 cây trên một bụi đó. thì bình thường là ngày trước là phát triển có tầm 20 đến 25 cây mà tới đây từ ngày có phân bón vào thì là được phát triển được 3 đến 50 cây. Hiện huyện Quân Hóa vẫn đang tập trung đẩy mạnh công tác quản lý rừng luồng tận gốc, cấm khai thác măng non, cải tạo phục tráng rừng luồng nghèo kiệt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Phấn đấu hết năm 2020 sẽ phục tráng thêm được 400 ha luồng. Thưa bà con, thưa các bạn, chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói riêng vào mùa nắng nóng rất dễ gây dịch bệnh, gà dễ bị sốc nhiệt, làm giảm khả năng đẻ trứng, giảm lượng thịt. Mục nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến bà con và các bạn một số lưu ý khi chăn nuôi gà mùa nắng nóng. Bước 1, chuẩn bị chuồng trại chăn nuôi gà đạt yêu cầu chống nóng. Chuồng thiết kế cao giáo thông thoáng mát mẻ vào mùa hè, tránh được mưa tạt gió lùa. Hướng chuồng tốt nhất là hướng đông nam hoặc đông tây, tránh bức xạ mặt trời. Xung quanh chuồng trồng cây xanh tạo bóng mát, nền chuồng sạch sẽ, chất độn chuồng chảy mỏng, định kỳ thay chất độn chuồng sao cho luôn khô ráo, sạch mầm bệnh. Bước 2, các biện pháp chăm sóc chống nóng hàng ngày trong chăn nuôi gà. Cung cấp nước mát và sạch, tăng lượng nước cũng như máng uống. Nhiệt cơ thể có thể tăng 7 đến 12% sau 2 giờ cho ăn và cho đổi chất của thức ăn vào làm tăng phần lớn nhiệt độ cơ thể. Vì vậy nên cho gà ăn vào buổi sáng sớm, chiều mát và ban đêm, tránh khung giờ cao điểm từ 9 đến 15 giờ. Chia làm nhiều bữa trong ngày, mỗi lần ăn ít nhưng tăng số bữa bổ sung vitamin C, điện giải, đường vào trong nước uống để giúp gà giải nhiệt và tăng sức đề kháng. Bước 3, phòng chống nóng chủ động bằng vaccine, thuốc, vitamin trong chăn nuôi gà mùa nóng. Bà con phải lưu ý tiêm phòng đầy đủ các bệnh nguy hiểm như cúm da cầm, Newcastle, tiêu chảy, phun sát trùng định kỳ từ 2 đến 3 lần một tuần. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại! bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa vn hoặc trên kênh youtube của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa